Khởi nghiệp là xu thế chung của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Với bối cảnh nền kinh tế hội nhập, người dân có điều kiện tiếp cận các cơ hội kinh doanh đa dạng và liên tục, khởi nghiệp được coi là một cách thức hiệu quả để xử lý các vấn đề xã hội và đồng thời tạo ra các giá trị mới cho nền kinh tế. Một năm vừa qua, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam phát triển không ngừng nghỉ và cụm từ khởi nghiệp thành công luôn là điều mong muốn của bất kỳ ai có ước mơ khởi nghiệp. Với sứ mệnh nâng cao nguồn cung các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, có tiềm năng tăng trưởng cao từ đại học, viện nghiên cứu, hỗ trợ tích cực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương và cả nước, Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, gọi tắt là ITP, đã nỗ lực không ngừng trong một năm vừa qua. Mặc dù kinh tế Việt Nam năm 2018 có nhiều biến động, nhưng bằng chính sự hiểu biết và nhiệt huyết, ITP luôn cố gắng hết mình truyền tải thông tin và tận tình kết nối cố vấn, nhà đầu tư để startup có thể yên tâm phát triển dự án. Để đưa con thuyền ITP vươn xa ra biển lớn, ban lãnh đạo cũng như các thành viên của mỗi phòng ban đều phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì một ITP kiểu mẫu trong bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Hành trình một năm không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để ITP thu về được những quả ngọt như ý, chứng minh cho sự chỉ đạo sáng suốt từ Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, cũng như những nỗ lực phụng sự của tập thể lãnh đạo và nhân viên ITP. Trong năm 2018, ITP đã và đang hỗ trợ 20 startup làm việc tại khu thông qua các chương trình của Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, IEC, tiếp đón và làm việc với 30 doanh nghiệp trong và ngoài nước với hơn 800 người tham quan, hơn 5.000 người đến tham dự sự kiện. Giá trị hỗ trợ quy đổi từ 1,5 tỷ đồng năm 2017 lên hơn 2 tỷ vào năm 2018, tăng 37%. Tổ chức chương trình gửi vốn cho ý tưởng khởi nghiệp từ sinh viên CIC 2018, tổng giá trị đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng, một giá trị không nhỏ cho ý tưởng khởi nghiệp từ sinh viên. 2 trên 5 nhóm gửi vốn đã thành công chuyển sang giai đoạn rót vốn thực hiện dự án. Tổ chức 6 lớp bồi dưỡng kiến thức dành cho cán bộ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và khóa đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các tỉnh với hơn 186 cán bộ tham gia. Bên cạnh đó là các buổi hội thảo, các lớp học về IoT, khoa học dữ liệu do Học viện Số Quốc tế, IDL tổ chức đã thu hút sự quan tâm lớn. Những con số ấn tượng này một lần nữa cho chúng ta thấy được toàn cảnh ITP trong một năm qua. Nhằm kiến tạo thế hệ doanh nghiệp tử tế, ITP không chỉ là nơi làm việc mà còn là ngôi nhà chung năng động, thân thiện của tất cả các thành viên. Những giây phút bên nhau trộn tiếng cười và yêu thương, những hoạt động học thuật, nâng cao kiến thức của nhân viên ITP nói riêng và cộng đồng quan khởi nghiệp nói chung. Những hoạt động gắn kết và ý nghĩa thay cho lời tri ân đến khách hàng, đối tác và trách nhiệm với xã hội. Mỗi thành viên sẽ là một mảnh ghép đẹp trong bức tranh của ITP để hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu ITP trong tương lai, vươn tầm là trung tâm kiểu mẫu của cả nước và khu vực trong việc hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng cao từ đại học, viện nghiên cứu.